Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em chuyển khoản hết bên em bao ship ha. Rồi đây một con đây sổ nha. Thương hiệu quý, con này chỉ mấy thủy luôn nha. Con này bản rất là độc lạ. Nha. Anh em hay sưu tầm đồng hồ kiểu to, dây da to nên chốt này này lâu lâu mới có cái bản này nha. Rất ít, có nhưng mà ít. Nha. Cái khóa nhìn đã, vẫn là ký hiệu của anh Thủ Văn thôi. À, cái đầu của anh Thủ Văn dán ra đọc này dán vuông ha vuông tăng lịch gốc 3 giờ ha chạy mấy thủy nha lịch ngày lịch thứ luôn mặt thiết kế kính zin không sức mẻ dẫn báo quét lông mèo nha này nguyên zin nó chưa đánh bóng xe si bay chắc zin nó luôn dây khóa luôn. từ cái nấm dập hiệu con này bản kiểu bản độc lạ cái nắp sau nha nó sẽ là bắt ốc bắt hai sáu ốc bản thép thì cái dây này nhé, dây này còn rất là tốt nha tự là anh nhật anh đeo dơ thôi kiểu mình thấy nó nó màu kiểu màu da bò thấy dơ thôi chứ thật sự à, dây rất còn tốt nhé. chưa có bông chóc dụ dây này sau này mình đeo mà có hở này ưa hở dây lắm dán keo lại dây hiện tại đang ok về chỉ đeo thôi ừ. bình hồng phay xước hết à rồi à, con này chúc cho nhà xem máy luôn máy thủy ha máy thủy ronda máy chuyên chuyên cái dòng của Daiso nó khóa dập hiệu dây dập hiệu rồi con này xe ngang của nó luôn là 43.8 cái này đó đây nhé đó đây thử 49.8 này nếu đo cái càng gì tới 57 lần ha này anh em tay tầm này 17 đi 17 đủ lên vậy nha tay 17 đủ lên đeo được tay 17 nha kính không sức mẻ vẫn có vết lông mèo xíu xíu không đáng kể nha. kính này tới tám mấy trăm gần 90 mươi kính đẹp cái mặt của nó kiểu màu màu như nha màu bụng ha màu cà phê sữa lật lật màu bùn nữa con này bán một triệu bốn năm mươi nha Chở nhà xem máy này máy này chắc rồi ừ. máy ra xịn nha máy ronda máy thái lan ha switch lắp ráp nhà máy thái lan nha Đó, ronda ha ừ. rồi con này một triệu bốn mã a 71 nha này kết chụp hình tin lâu cho em rồi em lên với nhau con al 3 nha. dòng sinh cô con này được cái mặt dạo quang tối vô tối dạo quang sáng Đó. vô tối là dạo quang sáng nha Còn sổ đèn vô cái nữa là dạo quang sáng nữa có nhiều anh em nghĩ sai cái dạo quang tưởng đâu là nó dạo quang suốt luôn không có nha dạo quang tức là mình vô tối nó sẽ sáng vậy nè ra sáng vô tối sẽ sáng nha chứ không có không có dạo quang nào suốt được nha. Cái này mới lắm này như hàng trưng bài vậy. cho mấy chú đứng tuổi sưu tầm và anh em sưu tầm AL3 dòng Senko ha, này tính ra mỏng nha. Mặt sau đây, thông số đủ hết. Máy này mới chuẩn hãng nha, mấy dòng AL3 mới chuẩn hãng, nó thuộc công ty con của Senko mà. Thì người ta nháy 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 công ty mẹ nháy Senko có giá trị chứ mấy nháy AL3 chị nha. Nó sản xuất ra thuộc cho anh em bình dân cho những người bình dân ta xài, nháy nháy dòng bình dân chị đâu có bán gì đâu có giá trị nha. Xe ngang đo thẳng gì mươi 39 nếu mà nhà đo rè phải hơn. 40 là 7 đúng. 45 mỏng. 8 ly dây thì miên mang dây này chưa cắt luôn. dây dài sọc nè dây chưa có cắt dây luôn nè. lên tay quẩy đẹp mới lắm. con này hơn 90 luôn hàng xây báo 90 thôi rồi con em bán nhà giá 500 mã A78 nha. mặt có giao quan 500k A78 Senko chuẩn nó dòng Senko chuẩn rồi địa một con siwa switch bản dây chùm này dây chùm ha thì thường là sẽ có là dây thép dây da cũng nên là dây châm nhiều em uh, tưởng đâu là dây không vin nhưng mà thật sự là dây vin của nó nha đó nè siwad dập hiệu vòng vòng hết nè uh, siwad ha con này thì uh, mặt sau còn ok nè nắp mở cái pin nhìn thấy cái phay sức mặt sau còn ok nè uh, mát nè chuẩn nha mấy dòng này không có hàng nhái tự cái thương hiệu của siwad siwitz nếu không bán đánh chai nên sẽ không có hàng nhái nha. cái số nhà thấy ở ngoài đây uh, nhỏ, uh, nhỏ uh, vô tối là to rồi nè. Uh, để chia tối á, mình coi giờ nó thấy số bự ha lịch gốc 3 giờ bản thép đấm đính đính viên đá này đá điện, điện ha bình hồng này rồi con này xe ngang của nó luôn là 37 càng luôn là 42 mỏng đó, 11 ly anh em thích kiểu chuẩn thi sĩ nó giá bình dân chỉ có mấy này thôi rồi 550 mã A880 550k A80 ha rồi anh em mà sưu rầm thích dòng swat. Ừ. em có con quýt hình đại bàng nha nó biểu tượng đại bàng con này màu đồng cổ nha màu đồng chứ không phải bằng đồng nha dây cũng mới lắm thì mua về làm quà tặng người thân mấy ship cũng hay nha nó cũng mang ý nghĩa mà kiểu quà lưu niệm nữa hay luôn hoặc là em sau đó mua đeo kiểu bỏ túi để uống phê pháo lâu uống phê mở ra coi giờ nữa nhìn nó cũng kiểu cổ điển xíu sinh ngang 46 mỏng 15.7 hai uh, quýt uh, 250 mã quy một máy nhật máy nhật Miura máy không dụng thời nay máy là siêu bền rồi một con đây multiban 6 pháo ừ, từ bữa giờ mấy dòng này anh em hỏi quá trời nha nó bền quá mà. giờ mới về được con mấy này sau này anh em mà uh, chủ uh, mua một con đồng hồ để bền đeo quá siêu bền đeo với lại nhiều chức năng đó. Uh, giá bình dân nhiều chức năng nên chốt một con này để dành uh, số tầm chứ sau này em nghĩ là sẽ ít lại rồi chứ không phải đại trà ngày xưa ngày xưa mấy dòng này bên em rất là nhiều ha? anh em đã từng xem kênh biết ha con em mặc số trò mặt xanh ha số trò mặt xanh cọc về số dầu quang chấm bi nè dầu quang mấy con mua quay này là quá sáng nha quan sáng lắm đèn pin năng lượng khỏe nha mấy dòng này em bán ra bao ở nhà pin khỏe một tháng luôn nha pin một khi từ nhật về mà phơi nắng chỉnh giờ reset ok nha xài chắc cũng hai năm nha. từ lúc vô bán mấy dòng này chưa chưa bị bán vốn tự nó bền quá khi mình phải nát luôn nát hết cái cái vỏ ngoài mà cái máy còn chạy bình thường siêu bền mặt sau đây cái nước sơn như thấy nè. độ mới con này còn cao nha nước sơn hai bên hay còn mới thì dẫn là mã là WVM 630 linh kiện phụ kiện sao băng là của Nhật lắp ráp như máy đặt ở China bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật cái nắp sau như thấy uy tín dây của nó nè thì dây gốc thì tay nó đeo cũng vừa ha có nhiều anh em chưa biết về mắt dây nè. nè đang khóa bình thường lẫy lên rồi về tới về lưu thôi về theo mắt đúng cái cái tay mình à. lạy xuống thôi khi mà mình xài mình dài lên nè mở cái này có nhiều em chưa biết ha xem video sẽ biết ha kính không sức mẻ dẫn báo quét lông mèo nha này ừ. độ mới nó tầm hơn 85 chậm hay xây gì đâu quá ok xây 42 nha đứng 45 mộng 10 10 chín đang giờ còn tiếng Nhật trước khi đêm chỉnh giờ ok ha mức pin nè xem muốn gì thế giới nè ở Việt Nam mình coi được nè UTC nè nước nào á Luân Đôn dù Luân Đôn đang là 9 giờ 26 phút nó nhiều lắm nhiều nước múi giờ lắm dù mình có người thân nước ngoài mình coi múi giờ ha à, báo thức một ngày con này mình có thể chỉnh được năm lần báo thức luôn ừ. Dù một ngày mình có công việc gì đó mình có báo thức đó, hẹn báo thức nữa cũng hay đó. báo tiếng này có giờ báo tiếng ha đúng tiếng trên cái đó. cũng như thể thao giờ điểm ngược quay lại giờ bình thường thôi đèn pin sáng pin khỏe hết à, con này bán 680 mã A79 680k A79 mặt xanh có nhiều em phong thủy màu xanh rồi một con đây sen cô luôn con này dòng cũng dạ quang luôn thì chuẩn nội địa nè ừ. dạ quang thì cứ ra uh, ra sáng vô tối rồi sáng vậy thôi titanium toàn thân anh em dị ứng với bạn thép inox một hơi muối vậy là chốt mấy này thôi ừ. nè bên hồng ở đây mặt sau đây mắt in sao băng lắp ráp bên nhật mắt in sao băng chuẩn nội địa nhật titanium con này hàng cũng chưa có lên tay luôn nha dây dây dài sọc lên tay này form này cứ anh em tay 16 đổ về nha. 16 đổ về đeo đẹp đeo là đúng cái form Tưởng tự nó dán quần tẹt sơ mà nó xây 36 đứng luôn là 42.8 mỏng 8 đi 6 nha. nhẹ lắm nhẹ hiệu siêu nhẹ luôn dây chưa cắt luôn. 650 mã A40 650k A40 ha 650 là mình mua được con chuẩn nồi địa rồi à, Senko nổi tiếng rồi sẵn Titan thì dòng cao cấp hơn Senco luôn, nó chạy là sóng radio nước ngoài. Nếu mà nó về nhật, nó sẽ tự gà sóng nó bắt nó chạy thôi. Còn ở Việt Nam cứ là gà sóng trên điện thoại. Thì trước khi đi, em em sống sóng cái này ok chưa? Thì cái này nó dòng cao cấp của Senco ha, nó kính Sapphire nè, lịch dạng niên nè, pin năng lượng titanium toàn thân luôn, ừ, toàn thân titanium nha. Tức là thép máy bay ha. Đó. Đây khóa dinh hết. Ừ. Nó thuộc ra máy cao cấp ha, mới có lịch dạng niên nha nấm của chai nè tái sấy nè độ chống nước cao ha nhưng mà hàng xây lưu ý không bao nước nữa nha đây nó ghi mắt in sao băng lắp ráp bên nhật mắt in sao băng ừ, chuẩn nha nắp sau uy tín nè cái con này thì cũng siêu bền này này thì trước khi đi em ra sống nha anh em muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ máy này cứ báo em luôn nha sự ngang của nó luôn là 38 chuẩn á đứng luôn là 45.8 mỏng 9 đi 8 thôi ừ. titanium ha anh em dị ứng một hơi muối nữa đây con này thì dây thì dài nhưng này chắc 19 được lên tay quẩy hôm này cũng 17 thôi 17 đưa về đeo hôm này là vừa rồi tự nhiên xe 38 à rồi 850 mã A774 nha 850 A74 ha rồi em lên cho nhập con DW thương hiệu thị điển máy nhật vàng máy chuẩn hãng DW nha kính không có sức mẻ gì hết nè kính zin nó luôn có vết lông mèo xíu này à, có vết sức nhẹ nè. không đáng kể nha nó nhìn thẳng như bình thường nhìn nghiêng mới thấy cái vết mà ừ. nhìn kỹ lắm mới thấy nha nên con này độ mới còn cao dây vin nó luôn á dây vin dw dập hiệu này. rồi ngày xưa anh em mua mấy con này là giá không biết rồi. mua mới biết rồi ba bốn triệu bạc ngày nay thì hàng xây si, giá vậy thôi máy chuẩn nha bao nhà máy mấy, mấy vàng mấy nhật mấy chuẩn của dw khóa thấy xịn đúng không? rồi con này xe 36 thôi anh em tay vừa tay nhỏ hoặc là mấy chị nữ nha form này cho anh em tay nhỏ với chị nữ thôi 36 đứng 42 mộng 6 6 ly để đeo uh, kiểu anh em quần tay áo sơ mi với lại anh em văn phòng đeo mấy này đúng thư sinh 650 mã A7 nha 65k A76 ha rồi em có con Sagan thương hiệu đang mạch nó máy nhật con này toàn thân nó là xanh Titan ha nó mạ rơm mà màu xanh Titan nha tỉnh điện mạ rơm kiểu tỉnh điện màu tỉnh điện nha. Ừ con màu xanh luôn bản dây dây lụa mà dày lắm dây nó dây cùi ấy dây nó chứ không phải dây chế gì nha dây xịn của ta có nè ký hiệu của Sagan đây ký hiệu độ mới còn cao á mặt trắng lập gốc 3 ba giờ ha cặp số uh, chắc có dạo quan rồi mấy này đó trên đây thì kiểu nè nó có muối tiêu xíu nè dạng như nhẹ nhẹ xíu không đáng kể này vớt này nó không báo được nhưng mà hàng xây si mà dẫn báo nha báo cho anh em biết ha. dây còn đẹp lắm để độ mới nó tầm uh, hơn 8 hơn tám mươi chậm độ mới nó hơn tám mươi chậm chuẩn nhật máy nhật ha xe ngang nó là 40 đứng luôn là 44.8 mộng 7 ly chính thương hiệu đang Mạch máy nhật kính không sức mẻ kính còn đẹp dẫn báo quá lông mèo nha con này bán 1250 mã A28 nha. Chiều 250 A28 ha sợ game là một con bản chuẩn nội địa nhật nó có nhiều anh em hỏi có con nào chuẩn nội địa không ừ, thì mấy này thôi tokyo nha thương hiệu vendy của tokyo nè. nó gì nó chuẩn nội địa mặt thiết kế màu xanh kiểu thiết kế như tổ ong như này lịch gốc 3 giờ có dạ quan mà xanh nền xanh ha có nhiều anh em hạp phong thủy cái màu này nè cái màu này thấy gì chứ ít đồng hồ có nhưng mà ít lắm độ mới vậy nè độ mới gì hiếm lắm nha dây khóa bản thép nè. Ừ, phay xước kim nó chưa đến bóng xì bài chắc mới là đúng ừ, thiết kế điểm nhắn dây khóa ừ, à, khóa dập hiệu hết nguyên zin nha đáy sấy luôn ừ, đây nói sao rõ hơn à. thương hiệu vendy tokyo ha, bản full thép chống nước mười bát mười 10 atm cho là trăm mét nước rửa mặt đi mưa được nha hàng xây lưu ý không bao nước nha ví dụ mà mình nước cái giờ vấn đề dùng nước đó nha dụ mình đeo đồng hồ thời gian sau á, nếu mà ron teo ha nắp sao teo giờ mình đeo vừa hấp hơi hấp hơi là cái máy ta còn vẫn còn ok chưa có gì đó kiểu hấp hơi hấp hơi à ra thợ cho người ta làm liền nha còn mà có nhiều anh em không biết á. hấp hơi để đâu cả từng lễ nước vô xe là chết gắn chịu nha ừ, có báo trước nha để anh em mình xài đồng hồ nói chung mình của bền tại người thôi mình xài kỹ nó sẽ bền còn mình xài không kỹ thì nó sẽ không bền thôi ừ. cái này cái này trên đây xanh trên đây đen cái này. kính không sức mẻ này độ mới cao lắm anh em nhận hàng xi si mà nói vậy là quá kiểu vô ý hài lòng nha dây 18 18 năm được à, dây dài ha 18 18 5 được nha lên tay nè à, nhìn chắc này cứ 16 đô lên là đẹp Rồi, một con bản full thép đúc với máy nhật là thấy ok nha sẽ ngang đo không đo rè đo thẳng gì trước nha 43 nếu nhà đo rè tới 45 đứng luôn là 50 là 8 mộng 11.4 chắc tay con này bán 850 mà A83 luôn nha 850k A83 ha rồi một con Elgin thương hiệu Mỹ nha con này chạy 6 kim một lịch cốc 3 giờ dòng argin mà dòng 6 kim mà nó còn mới thì rất là ít ít gặp mấy cái phiên bản giống vậy lắm ví dụ mà con senko hoặc là à, à, quay rét là nó rất là nhiều nhưng mà dòng argin mỹ nè rất ít luôn nè usa mỹ argin lịch cốc 3 giờ ừ. thì bấm thể thao chạy nè này. này đồng hồ thể thao này kim lớn đồng hồ chính nè này. này thể thao hết ba này thể thao có lịch tự có lịch này À, kính zin không sức mẻ dẫn bóc có lông mèo cái này thấy số nào ra số đó thấy độ mới cao ha đây đầu mi trắng thiết kế điểm nhắn chung à, con này độ mới được độ mới này tầm à, 90 mươi như hàng xây si báo chừng tám mấy tám mấy trăm vừa rồi hàng xây si mà đã qua sử dụng mà nhưng mà anh nhật anh xài kỹ thì thông số vẫn có ghi đàng hoàng nha con này nó ghi tới 200 trăm mét nước lắm. rửa mặt ti mưa bơi vẫn được luôn hàng này bơi vẫn được tự nó là nấm của chai nè vẫn là chỉnh giờ vẫn cứng lại nhưng mà hàng si không bao nước ha đáy sấy luôn Vậy thì còn ok dây dài chứ lại cái mắt dây này không thông dụng anh em tay to về tìm mắt dây thêm cũng không sao nha nó rất dễ tìm dây 18 ha 18 form này cũng ok rồi lên tay nha mặt đen bao công bấm ngưng thể thao cái okay. reset nha thấy kim nó hoạt động nè mấy kim hoạt động hết nha có nhiều anh em hỏi chạy ok phải chạy hết bán được nha khóa dập hiệu của ra Mỹ nha. cái nhà sạch là đồng hồ Elgin nó có hiệu đây nè nè là là ga thôi thương hiệu của nước nào là nó ghi USA là biết của Mỹ rồi ừ, nhiều anh em hỏi uh, chuẩn hãng bao nhà bao nhiêu chuẩn nha bên em chuyên tâm nhà máy nào bán máy đó mà hàng gì bán hàng đó nha. hàng nào bán cũng được đó xây 42.6 chịu đứng nha 50 mỏng 11.5 có nhiều uh, chú hoặc mấy anh ta mua sưu tầm đồng hồ ra sưu tầm sưu tầm cái kiểu đó thôi ta thừa biết ta nhìn sơ đó nha tự tại nhiều lúc mình anh em mới không biết chứ còn những người mà ta gần đồng hồ đã mua sao đầm ta nhìn cái con đồng hồ biết mấy gì rồi đó nên nhiều lúc mình cũng không cần giải thích nhiều trên cái cái video đó nha đó. anh em kinh nghiệm ta nhìn ta sơ đã biết Đấy. thấy là đang cần cái con này là chết chốt liền nha một triệu hai năm mươi mã a 10 nha triệu hai năm mươi mã a 10 chốt như gió nhanh rồi một con uh, ck đi con này thương hiệu uh, mỹ máy thụy sĩ nha con này máy thủy ETA nha máy thủy ETA ha à, dây khóa dinh CK dập hiệu hết mặt đen nó anh em thích dung tăng chốt này bạn thép này chính hãng nha mấy dòng này là chuẩn hãng đó nè à, CK dập hiệu nè dây khóa nè bản full thép toàn thân mà dây còn dài luôn mà sao đây nếu như anh em thích dung tăng bản thủy sĩ thì chốt cái này thôi bắt bốn ốc vì tính vẫn là có mã của nó nha nó có mã K chứ là ca lên SK đi, bấm SK Civic Max nè ha. SK mã k B... 44 f 4B chứ. 21100 là giá này thôi, bản full thép. Ừ. cho có em thích sạch uh, Google nữa tìm mã nè, dây thì dài, vậy này còn dài lắm, dài miên man. Giá này chắc 20 uh, được nhưng mà khuyến cáo 19 19 năm thôi. Lên tay nha. Đó. Ừ. Thì cái form vuông tăng này anh em tay 16 được tự cái cái nó khớp theo cái tay mà. Đeo như một chiếc lắc vậy. Ừ rồi con này thì ok nha này dán vuông tăng vậy là ok sẽ ngang của nó 306 30 đứng 44.7 mỏng 44.8 mỏng 8 đi từ thôi Kính còn đẹp ha dẫn báo có lông mèo luôn rồi con này 1151 1, 1, 1 triệu 100k chứ mã A81 nha triệu 100k A81 ha rồi một con đây con này đọc lạ đi con này thương hiệu Metro con này bản nội địa Nhật này này cho nên anh, em anh mà kiểu số đầm đồng hồ lạ thôi cái đeo con này thì dám cá là không đụng hàng rồi con này nó là bản kỷ niệm gì luôn á nè nó có nguyên cái hàng số này nè bản kỷ niệm mà bao nhiêu chiếc thôi chứ không có đại trà đâu đồng hồ mà nó nên những con này thì giá dạng giá số đầm như vậy nên có nhiều anh em vô uh, trả giá mấy này thì em sẽ không bán được nha tự nó ít có lắm nó có hai máy nè này máy chính là có lịch gốc 3 giờ nè máy em phải phụ mình chỉnh thêm múi giờ thế giới mình có người thân nước ngoài chỉnh thêm múi giờ bình thường nha có dạo quang gì hai máy là máy nhật hết nha ừ, có dạo quang nha được cái thiết kế cọc số vàng ha metro cứ chụp hình sạch google ra đồng hồ metro hoặc là để như này cái nhà chụp hình cái sạch uh, google hình ảnh nó là nhảy lên cái con này thôi nhưng mà bản full thép máy nhật ở nhà thấy là chuẩn cái này đồng hồ cứ bản full thép máy nhật thấy chuẩn bắt bốn ốc hay uy tín ha nè nó là một con con này là thứ mươi uh, 65 nó trên 100 chiếc à. chỉ có 100 chiếc nữa thôi đó. nhiều lúc mình mua một cái con bản kỷ niệm cũng rất là hay ha bản limited bản kỷ niệm á. rất là hay nha dây thì dài xe to thì dây cũng con cũng dây được nha 18 18 năm đi 18.5 đeo được luôn nha 18 đi nha 17 mà dư được ngón rử 18 ha lên tay 7 ừ. hôm nay cứ 17 18 đủ về đeo cây khóa dập hiệu rồi anh em thích lạ lạ ha với đọc lạ chốt cái này thôi xe ngang của nó luôn là 43 nha đứng đứng đo vậy đây đo gì 53.4 mộng 13 ly cho con này 950 mã A2 nha 950k mã A2 ha bữa như con nào trả em cũng quên rồi. trả giá mà lâu mới thì em không bán được nha Lần mới chưa có bán chưa có lấy giá chưa có lấy vốn hết sao cứ con nào cũng vô bớt hết thì không có bán được nha anh em muốn mua hàng sale thì chờ cuối tuần nha cuối tuần mà phải có hàng mới sale được nha còn không có hàng cũng đâu có sale được đó, một con Adidas nha. Adidas là chuẩn, con này chuẩn hãng nha. Nhiều anh em thích đeo kiểu đồ thương hiệu á. Adidas giày dép quần áo à, là nó luôn. Con này thêm con đồng hồ nó đúng bộ cơm lên nha. Dáng như, như con D DW. Với con sạc gen DW nó tĩnh điện màu đen ý, Toàn thân đen hết. Có nhiều anh em ta hợp với màu đen ý lắm ý nha mấy nha. Hợp màu đen ha, ta làm ăn được luôn á. Đây sấy nè. Đáy sấy luôn không số đủ máy nhật dây bản thép chuẩn hãng máy nhật dây dập hiệu rồi xe ngang nó to nha con này xây 40 xe quốc dân anh em tay nào đều vừa ha đứng luôn là 45.8 mộng 7 ly 6 nha à, kính còn đẹp không sức mẻ mặt lòng chảo chả te ha đen bao công luôn à, em là muốn đen luôn là chốt máy này luôn nha nó lên tay à, này. Rồi, con em bán 750 mã A33 nha 750k A33 ha nhiều lúc hàng xi si thì nó quá rẻ nha 750k mình đi cầm ra ngoài hiệu mình mua con đồng hồ để xài chắc em nghĩ có nhưng mà hàng cũng thường thôi hàng máy thường thôi đã, anh em đã từng mua biết ha một con canh uh, sai uh, cái tên ở nhà nghe là biết chuẩn nội điện nhật uh, canh sai nè cái kim nó che lại lịch lọc gốc 6 giờ ha uh, đây có hiệu sao đó chụp hình thịt google cái thì con này là cứ là uh, bản full thép chống nước 10 bát rửa mặt đi mưa được nha uh, rửa ừ, mặt đi mưa nhẹ được ha nên mấy dòng này cái nhà cứ xài nước nói chung xài bình thường nhưng mà khi mà mình phải mà thấy hấp hơi hấp hơi mình cứ một làm con này hay làm con này thôi nếu mà anh em kỹ á, về cứ dùng bình thường còn nếu mà kỹ thì ra thợ á, cho người ta sẵn người ta là làm luôn làm cái rong này luôn cái này nè cái này thôi có mười mấy ngàn đó nha có nhiều anh em cứ mua đồng hồ si mà cứ ngại nước là không bao giờ mua được luôn em dám cá luôn mà mấy anh em mà cứ ngại nước là thường là mua mấy con đồng hồ về kiểu là hỏi chống nó không là biết cái cách xài rồi cái cách xài là phải xài nước nhiều là biết rồi nó là thừa biết nha nên nhiều lúc cũng anh em hỏi gì cũng hay ngại bán luôn nha nên con này thì dây 18 18 năm được luôn nha 8, 8 5 luôn. lên tay nè này thì chắc rồi nên dán cũng là dây khóa trên tay hết nên con này dán độc lạ ha thì bên em nha cái nhà để ý ha ví dụ mà pin năng lượng hay sẽ báo năng lượng còn không báo tức là bình thường như là hoặc là cơ sẽ báo cơ vậy đó nhiều anh em vô uh, chốt đã là xong cuối cùng hỏi pin năng lượng hay gì pin năng lượng cái gì cũng bó tay đúng nha pin nào em báo bên đó cho sẽ nghe của nó là 40 à, uh, nếu mà không đo rè 39 nha con này chuẩn 39 đi càng luôn là 47 mỏng nha uh, 108 uh, nó là dạng như nó kiểu, kiểu mạ rơm đó nha cái màu mạ rơm như sinh cô năm đo dán lạ thôi con này bán 650 mã A22 à, nha k A22 ha này chuẩn á canh chuẩn nội địa nhật của nó đó rồi một con uh, bolsemic thương hiệu anh quốc này sáu kim một lịch gốc bốn rưỡi nha mặt xanh ha xanh đen dán nó đây bolsemic thương hiệu nổi tiếng này. anh em nào cứ sạch google là ra nó thôi Ừ, này là chuẩn chuẩn máy nhật luôn này cho nhà xem nó thuộc dòng Citizen luôn đó, nha nó kiểu nó mua cái bộ máy của Citizen ừ, sao băng chuẩn nội địa lắp ráp bên nhật ha bolsemic đáy sấy luôn bản full thép mình có giao quan test thử coi. Đây, có giao quan xanh dương nha. Giao xanh dương lịch gốc uh, 4 rử nha. Kính lồi nè, không sức mẻ dòng báo quét mèo bản thép nè. quay sức. Nè. Dây khóa nè, zin nó hết. Thì con này dây em khuyến cáo đúng 17 thôi nha. Con này thì đúng 17 thôi. Thì cái form này tay đúng 17 là cũng ok chứ không ngắn không dài như vậy. Nè, dây đúng 17 nè, tay 17 nè. Đeo thoải mái luôn, đeo vừa mà thoải mái luôn. Đó là một con Bolshevik thương hiệu Anh Quốc máy Nhật nha con này thì xe ngang của nó luôn là 39.5 chiều đứng à. 45.6 mộng à. 12.8 con này em xem với nhà giá là 1 triệu 050 nha triệu 050 tự dây nó 17 bữa con trai tay to cũng tay to cũng hỏi con này nha. nên em, em bán cân nhắc lại 1 triệu 050 mã A82 à, nha 050 A82 à, ha rồi em lên cho nhà một con Elgin uh, thương hiệu uh, con này thương hiệu mỹ máy thủy máy uh, v8 chút cho nhà xe máy máy xưa máy chuẩn luôn máy uh, máy pin mà nó có chân kính à, con này usa uh, mỹ nó dán roulette ừ, có nhiều em thích cái dáng này. dán kiểu dán quên tẹp xưa là nó đó này cái nhà thấy cái số nào ra số đó còn đẹp ha à, mặt thì uh, mặt đen đen xám xám kính có lông mèo vậy nha không đáng kể đâu con này được được cái là dòng thợ lặng nha đứng của chai nè tay sấy em coi có này, chống nước mấy trăm năm mươi mét nha viên trăm năm mươi mét nó trăm năm mươi mét nước nha đáy sấy luôn bản thép rồi anh em thích cái dáng này những quân tẹt sơ mấy này phơm chắc lên tay độ mới cao dây dây này chắc 18 19 được 18 năm đi 8 năm được rồi ừ, so với cái mặt thì dây cũng không ngắn không dài nha có da quang nên test thử này chắc nó thuộc dòng quân tẹt da quang chắc cũng mờ rồi có dạo quang kim thôi nha Mấy kia cũng mờ theo năm tháng Nhưng mà còn đẹp nha Liền khía nè ừ. Rồi dòng lặn Dòng nháy máy thủy Có nhiều anh em thích dòng gì nè Máy thủy sĩ Xe 40 Đứng luôn là 46 mỏng chín đi rửa Nội đồng có đá là máy này nha Để Em cho nhà xem máy ừ. Đây cái máy nha ừ. Máy này bảy review bảy chân kính đây nè xe quanh xe quanh xe quanh review tức là bảy chân kính máy V8 máy có chân kính rồi, rồi con em bán 1150 một, một mã A72 nha máy thị sĩ nha chịu cho 5k A7 A72 ai thích dòng thị sĩ chốt đó rồi một con xì quát xì con này độc lạ nha. con này thì nó nhiều chị cũng không biết đeo sao nó đeo vậy nha nó phải quấn lại đây vụ quấn bên nào cũng được tùy theo thôi mấy chị nữ nè quấn gài lại thôi mấy chị nữ thì tay nhỏ hay tay tầm 16 và quấn dài được tay 17 muốn dài muốn được nè nó quấn hai vòng mấy chị nào cá tính nha chốt con này mấy anh mua về tặng mấy chị cũng được Cái cá tính tiểu chị quá suýt thi sĩ nhìn đơn giản thôi mặt thiết kế cũng đơn giản mà chuẩn thi sĩ nha dây của nó bộ dây này chắc cũng bán cũng đủ tiền nha thi sĩ thiết kế à, bộ dây thi sĩ nha à, suýt hả à, nó không phải chế đâu từ hãng quá Switch nó đặc thù nó là cái ba chấu này. chúng ta cũng đâu nháy đâu, cái chỗ người ta làm dây thì cũng làm biến nháy xong nó này, cực quá nè. nghe ngang của nó luôn là 25 8 ly. Đứng luôn là 28.5. Này cho mấy chị đeo đụng hàng khô điện khô nha. Chuẩn nha, dây xịn luôn. Rồi 450A73 nha. 450k A73 ha. Swiss Switch thì rồi một con này cũng xì quá xì thị sĩ luôn con này thì có giờ quang mình test thử ra mặt mở gà có giờ quang sáng lịch cốc 3 giờ nha dây khóa nè còn phải xước khóa dập hiệu thì con này có tình trạng gì nha dây khóa gì ha mặt sau để cho báo tình trạng cho xì huyết mát nắp mở cái thay pin ha thì thay vì cái khóa cái khóa thường nó sẽ có cái máu này nè máu đây gãy rồi gãy cái máu này, lúc mình gài lại nha thì thay vì là nếu mà nó không có cái cái chốt bảo vệ đó, thì cái nhà xài thì rớt nhưng mà có chốt bảo vệ nó không cần máu nó vẫn cứng bình thường cho cái nhà kịch luôn bao bao xúc luôn nha từ cái, cái chốt bảo vệ nó bị mắc cái máu thôi không có thành vấn đề nên con này có tình trạng vậy nha em sẽ bán giá cho nhà sưu tầm đó nè bao xúc luôn nó bao nhà gạch súc luôn nha lấy xích dịch, gạch dịch cũng chưa xúc nữa Nhìn em ngại ngại <laughs> sợ không cứng nữa cái khóa này là cứng nha cái khóa này khóa an toàn của nó mà nó phải an toàn chứ chống va đập chống giật nữa rồi nó chỉ là bị gãy cái máu thôi không không ảnh hưởng gì ha gãy máu đây nè không ảnh hưởng gì tới cái khóa luôn nên con này giá bình dân sale luôn sale cho nhà luôn xe ngang của nó là 37 mộng 11 đứng luôn là 42.9 nha này anh em em khuyến cáo chứ em quên à, dây đúng 10, 16 năm đi tay ta 17 mà đeo ôm xíu 16.5 đeo thoải mái nha có báo nha nó thì cái VC37 này thì dây 17 là cũng không ngắn không dài này nó lên tay nè nó nó chỉ là dây cũng 16 năm với lại bị mắc cái máu đó. thì hàng sao báo vậy nha nhưng mà máy móc chuẩn hết full tin hết bản full thép nha ừ, đó, kính còn đẹp không sức mẻ dẫn báo vết lông mèo nè. bên hông bản thép cho con này thì bán cái nhà 450 luôn 450k A25 nha tiền nào của nấy đi 450 A25 em mua sao rầm được hoặc là có cái khóa nhiều người muốn zin nó thì có khóa luôn được có khóa về lắp vô cũng được không thôi cứ để bình thường đeo bình thường em bao xúc cho nhà luôn nha 450 a 25 bảo hành cái khóa luôn bảo hành khóa chọn đời luôn nha nhiều anh em ngại cái đó khóa rồi một con Casio dòng thập niên 80 90 nha này bản dây cao sâu mua về cho mấy bé đeo đi học thôi siêu bệnh thay vì mình bỏ ra 7 800 ngàn đi ra chỗ mà điểm máy xanh này nữa hoặc là chỗ khu vui chơi siêu thị nữa bán con này cũng bảy 000 trăm ngàn ấy nha, nhưng mà con này thì độ mới nè, Đó, không có khác gì cũng mới, nó kiểu hàng à, ít đeo hoặc là hàng trưng bày luôn, nó còn cái chắc nhám luôn mà, chắc nhám chắc mới của nó nè, ừ, mặt sau đây, đây nha, ờ, vẫn là mã Casio F 91 W, lắp ráp Thái Lan, chuẩn nha, báo nhà chuẩn hãng Casio nha, nó cũng vậy thôi, ngày xưa có con này đeo đi học và vip này, đang giờ bình thường nè, ngày tháng thứ giờ nè, cái báo thức này bấm thể thao nè chỉnh giờ nè nó quay lại giờ bình thường đèn nè. chỉnh ok rồi trước khi đêm chỉnh luôn thì con này nó có một cái vết xíu này nè à, xíu này không đáng kể nè nhưng mà em không chỉ cái nhà cũng không có thấy luôn nhưng mà xây phải báo ha độ mới nè rồi nói vậy nha anh em ngày xưa xài mấy này biết con này đặc biệt pin từ nhật về luôn nha pin ban đầu của nó rất là bền nha xây 33 mộng 8 vị đứng 3794 nha pin zin từ lúc đầu nó nhà xài mấy năm chưa xin đâu 280 mã A445 nha, 280k A45 ha. Đây con SKG dành cho mấy chị nữ nè, mấy chị nữ phải mới nha. Bản lụa luôn, đeo này đúng xinh nha. Bản lụa, mặt trắng, toàn thân nó là xanh titan ha, tĩnh điện nha, bóng lửng nha. Chuẩn máy Nhật hết à Máy này là chuẩn hãng nha. Mặt trắng trong mặt có đến 2 4 6 10 11 viên đá nha, 11 viên đá tự nhiên lấp lánh luôn á kính không sức mẻ giọng báo quá lông mèo ha à, con này thì báo nhà chuẩn hãng hết đó xe ngang của nó luôn là 3, 34 đứng luôn là 39 mỏng 7 ly 6 này mua về tặng cho mấy chị cũng được này em xeo nhà 750 đi 750k đi nha xeo luôn cuối tuần xe vui nhà ngày mai mới sao chủ nhật mới sao như vậy nhưng mà sẵn mấy con này thì sẵn lên xe 750 ha. A27 xeo vui còn rồi một con đây ạch thương hiệu quý con này chạy máy thủy ronda luôn nha thì ronda lịch dốc uh, 6 giờ lịch lọc ha mặt uh, đen bao công cọc số trắng nha. dây khóa đó dây khóa nguyên dinh nó luôn phải sức nè có nhiều em thích kiểu tròn mỏng vậy nè mặt sau đây đây nha money, chuẩn hãng nha máy thủy sĩ con này máy thủy uh, ronda nha máy cũng pin to đó máy nguyên cái phủ nguyên cái tròn to vậy nè máy pin chính hay không là cũng máy xịn nha máy thì ronda thì sĩ mà ừ, con này thì dây thì mười mười được nha 18 được ừ, mặt đen bao công kính có lông mèo nha không sức mẻ dẫn báo quát lông mèo nha Lịch lọc nó ra mỏng luôn nha cái form này anh em cứ 16 đổ lên nha 16 đổ lên tay 17 nè đều rất là hợp ừ. rồi con này thì em có lịch của nó nha ví dụ mà lịch qua em có hướng dẫn nè đã kéo qua nấm hết rồi, à. cái nhà xe qua xe giờ nè xe ngược rồi nè, nhà thấy giờ nè, nếu mà qua 24 giờ phải nhà thấy lịch bước qua ngày mới nè, ngày 25 đúng không? bước qua ngày 26 nè, rồi cả nhà muốn chỉnh lịch nhanh đó đó, cứ cái nhà xe lại kêu là lịch 9:12 nè, xe ngược lại nè, nó xe qua 12 nè, 9:12 nè, qua 27 nè, đó tức là lịch nhanh nha, nó qua là qua 28 nè, đó là kêu lịch 9:12 nha, nó chỉnh lịch nhanh là vậy nha rồi con này thì vậy thôi này điểm chỉnh cho đúng giờ của nó luôn này để em chỉnh lịch lại rồi đang chạy đó ok máy thủy sĩ ronda máy cũng kiểu máy cũng cũ cổ xíu nên lập nó mới vậy nha xe ngang của nó luôn là 43 đứng luôn là 52.5 nha mộng. 83 nha cái nấm dập hiệu nha. cái phay xước viên đó là mỏng ha phay xước viên chưa đánh bóng gì nữa thấy chắc xin đó nha là con này em bán nhà giá 1 triệu 100k mã A84 nha này máy Ronda thị sĩ nha khóa dinh hết luôn triệu 100k mã A84 độ mới đó cũng tầm 8 hơn 85 trăm là một con uh, mặt khám trai nó nguyên cái mặt của nó là nguyên cái miếng trai ngọc trai nha Ê, không miếng ốc đó. ốc kêu uh, nhìn như khám trai à, là kêu mặt khám trai nó đến là 11 viên đá nè này cho mấy anh em mà đeo kiểu dạng lắc lịch gốc 3 giờ mới nhật bản full thép dây của nó đây Ừ. độ mới còn ok như hàng xây si có được rồi anh em nếu mà sau này mình đeo mà mở đánh bóng luôn. đánh bóng cho nó bóng lưỡng nguyên cây nguyên cây luôn cái này dòng nội địa nhật ra render này. thương hiệu ra render này. bản nội địa nhật ừ. đáy sấy bản full thép máy nhật mặt trước ghi này. ra render tính 11 viên đá rồi xe ngang của nó luôn là 35 chiều đứng luôn là 39 mỏng 82 mấy chị nữ cũng được dây còn dài vậy thì khóa bớm đây dây này tới 18 cũng được lên 8 năm luôn ừ. so với mặt thì dây quá dài nha bạn thép nữa ha à, con này bán 650 mà A75 nha. này đọc cái là à, mặt của nó khẩm trai nha giờ mình trong trong tối nhà thấy gì chứ ra ra ngoài sáng lấp lánh vậy đó ánh lên cái màu khẩm trai lên. rồi 650 A75 rồi anh em mà làm việc môi trường nước hỏi nồi đồng có đá mấy này thôi đúng cổ chai nè nó đáy sấy nè bản elegin thương hiệu mỹ nha. máy nhật máy pin nha thì cái 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 kim nha không phải là nó bị móc đâu nó dạng dạo quang nè nó bị kiểu nó ta ta thiết kế dạo quang kiểu lem nè chứ phải móc nha móc là nhà thấy cái kim nó sẽ sừ lên hết đen thâm hết cái này nó nó kiểu dạo quang nó kiểu lâu quá nó mờ dạo quang lịch gốc 3 giờ nha gốc 3 giờ cọc số có giờ quan hết à nên xây được rất nhẹ luôn thì anh em mà làm việc môi trường nước biển như là đó chốt mấy này lặn bơi cũng được dòng elegin dòng lặn dòng nhái mà nó đó 200m Thì thường ghi 200m đúng đáy sấy ha con này độ mới cũng ok dây xương cá USA Mỹ rồi sẽ ngang đo thẳng không đo rè nha 37.4 đó rè phải hơn 39 năm đứng luôn là 45 mộng 11 ly dây dài dây để em coi cái dây này là dây 18 được nha. 18 luôn đi ừ, 18 dư sức luôn nha 8 đều thoải mái luôn đó. ừ, con này em bán nhà giá 580 mã A A72 con em bán nhà giá 500 530k đi 530k A72 nha từ cái kim nó cũng hơi kiểu nó 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 kiểu nó bạc dao quang xíu a bảy hai tiền nào của nấy nha cân nhắc lợi ha rồi năm ba mươi a bảy hai này anh em đeo siêu bền ở máy này thôi chứ con này đủ mới còn cao hơn tám trăm luôn rồi một con uh, dòng cao cấp của Citigen. đó. này lịch dạng niên ha chạy bộ máy cái sạch google cho lẹ dòng sirdian mà pin năng lượng Sống radio cái nhà cứ sạch google là tìm hiểu thôi cứ bấm là sirdian h 110 là ra này thôi đó. cái chạy máy h 110 một nắp sau đổ mới này khó bàn rồi ừ, rất là mới luôn bản khuôn thép nha có nhiều anh em thích bản titanium nhưng có nhiều anh em thích bản thép là máy này thôi dây ừ. này chưa cắt luôn gì dây <laughs> chưa cắt dài nha dây sọc rồi anh em như mua con cận mới giá xây thôi lịch dạng niên pin năng lượng khỏe nha này nó chạy từ nhật về luôn á em chỉ là chỉnh về cho nó về hai tiếng thôi. đang chạy đúng giờ ừ. xe ngang của nó luôn là 36.6 đứng 45.5 mỏng một 10 ly ha dây thoải mái rồi mới lắm nhưng mình đang mua con cận mới giá hàng xây mới mấy con này nhà sạch Google bèo lắm phải 45 triệu nha mấy dòng bản thép 45 triệu đó, lịch dạng niên cách chỉnh giờ có báo em, em này chỉnh ok rồi rồi 950 mã A77 nha 95k A77 nha. với tin chưa có dùng gì dây anh Nhật đeo chẳng lẽ để dây dây ai dài cỡ gì nha. Đây là độ mới nha thấy đó đồ mới chưa có vết gì đó rồi con này 950 a 77 nha rồi thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha còn nếu tin tưởng em chuyển khoản hết bên em bảo ship ha em xin chào nhà nha